cho đến giờ phút này thì nếu mọi người hỏi Ti là có nên mua bộ này không thì thật sự chân thành luôn mọi người là mọi người không nên mua nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thiết Thăm, mình là Tí đấy. Ở trong video ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ cùng nhau unbox bộ đồ chơi mới nhất của các em Scopanda có tên là Layback Tomorrow, có chủ đề về các phương tiện di chuyển. Trước đó thì Tí cũng đã có cơ hội unbox hai bộ đồ chơi của em Demo và em Molly cũng có chủ đề tương tự. Thì cả hai bộ đó đều rất là đẹp luôn mọi người. Cho nên khi mà thấy em Scopanda cuối cùng thì cũng có một cái bộ đồ chơi về chủ đề xe cổ riêng cho mình thì Tí đã chốt đơn ngay luôn. Ok, đầu tiên thì chúng ta cùng lấy cái bộ đồ chơi ra khỏi cái thùng đã nha. Ngoài bộ đồ chơi của em Scopanda ra thì Ti còn được tặng thêm một cái em Labubu The Viking. Cái em này thì Ti đã có video unbox trước đó rồi. Thì em nói đây nè mọi người, Ti sẽ lấy ra cho mọi người coi lại nha. Mặc dù là hàng tặng kèm nhưng mà em nó rất là đẹp luôn nha. Ti thì đã có cái em này rồi, bây giờ còn có thêm một cái em này nữa. Chắc là Ti sẽ cất ở đó, rồi mai mốt có gì làm giveaway tặng mọi người nha. Chứ có hai em thì cũng không biết để làm gì nữa. Ok. Ở bộ đồ chơi lần này của em Scopanda thì chỉ có 9 em nhân vật thay vì là 12 em như ở các bộ trước đó. Tuy chỉ có 9 em thôi nhưng mà Ti thấy cái hộp này cũng rất là nặng và cũng khá là to nha, chứ không có nhỏ đâu mọi người. Không biết mọi người thì sao, nhưng mà theo Ti á thì Ti thích mấy bộ đồ chơi có khoảng từ 6 đến 9 em thôi. Tại vì lý do thứ nhất á là giá thành của cả bộ á sẽ rẻ hơn nè. Thứ hai á là sẽ đỡ chiếm chỗ trưng bày hơn. Tại vì nếu mà mọi người sưu tập Actoy lâu năm á thì mọi người sẽ hiểu được cái việc mà tìm chỗ trưng bày cho mấy em nó thì cực kỳ nhức đầu luôn. Đặc biệt là mấy bạn mà có cái phòng nhỏ giống như Ti vậy nè. Tại vì mấy em Actoy này cũng khá là mắc, cho nên chúng ta đâu có thể nào mà yên tâm để trưng bày mấy em nó ở mấy cái phòng khác giống như phòng khách này kia đâu, đúng không? Cho nên chỉ có một cách duy nhất là người ở đâu thì cũ ở đó thôi mọi người. Còn nếu mà bạn nào mà có tiền kiểu xây nguyên cái phòng chỉ để riêng cho trưng bày Actoy thôi thì khỏi phải nói rồi ha. Nãy giờ Ti nhìn màu sắc của cái bộ đồ chơi này á thì Ti kiểu ủa sao nhìn quen quen ta, hình như là mình đã thấy ở đâu đó rồi. Cho nên là Ti đã tìm lại mấy cái bao bì cũ của Ti thì Ti mới phát hiện ra là cái bao bì của bộ đồ chơi cái em Molly khớp nói này nè, nhìn khá là giống với phong cách của cái bộ Scopanda này ha. Tuy là không có giống nhau 100% nhưng mà nhìn sơ thì cũng tựa tựa nhau đó mọi người. Lúc mà bộ đồ chơi này mới ra mắt á thì bạn của Ti ở Việt Nam đã có ngay trên tay và unbox luôn mọi người. Nhưng mà bạn của Ti nói khá là thất vọng với bộ Scopanda lần này, đặc biệt á là cái độ hoàn thiện á nhìn rất là xấu luôn. Ti cũng đã rất là bất ngờ khi mà nghe như vậy. Tại vì từ trước tới giờ mấy bộ đồ chơi của em Scopanda lúc nào cũng có chất lượng tốt hết trơn á. Vậy nên là bây giờ chúng ta cùng nhau unbox để coi coi thực hư ra sao nhá. Cái hộp Lightbox ở bên trong á nhìn khá là to nha mọi người. Nhìn to gấp đôi gấp ba so với mấy cái bộ trước đó luôn á. Ok, còn đây là cái danh sách của 9 em ngày hôm nay của chúng ta nè. Ti sẽ không có nhìn kỹ cái danh sách này nha mọi người, để khi mà mở ra thì chúng ta còn có cái sự bất ngờ. Ok, cùng đến với cái hộp đầu tiên này luôn nha. Wow, kem nhân vật bên trong á cũng sẽ được đựng ở trong một cái miếng nhựa như thế này, rất là chắc chắn luôn nha. Ngoài ra thì kem nhân vật còn được bao ở xung quanh cái miếng bọc như vậy nè mọi người. Ôi trời ơi, cái gì đây? Mọi người, cái gì đấy mọi người? Ok, không phải là bị gãy hay bị hư gì nha, mà ở ngay chỗ này sẽ có một cái khớp. Chúng ta sẽ gắn vào trong này ha. Ti bắt đầu nghi ngờ về cái chất lượng của bộ đồ chơi này thật rồi đó mọi người. Vừa mới mở ra nhìn sơ thôi nha là Ti đã phát hiện ra. Đây, đầu tiên á là cái màu sắc của cái bộ đồ chơi này có vấn đề cực kỳ nặng luôn. Ở ngay cái chỗ này sơn nó đã bị vàng vàng, mọi người thấy không? Lẽ ra là nó phải màu trắng hết nhưng mà nó lại bị màu vàng vàng như thế này. Trời ơi, nhìn kỳ lắm luôn mọi người. Ai đó hãy nói với Ti đây không phải là lỗi sơn mà là họ cố tình như vậy đi. Đâu có đâu mọi người. Nhìn ở trên cái thẻ tên đó nha, thì cái chỗ này là cái màu trắng nhìn rất là đẹp luôn. Còn nhìn ở ngoài thì trời giống như là bị ố vàng, bị rỉ sét vậy á. Tiếp theo đó là ngay chỗ cái bánh xe này, nó đã bị giống như là bị chảy sơn ra luôn á. Oh wow, thật luôn kìa mọi người. Cái lớp sơn màu hồng ở đằng sau của cái xe này cũng rất là tệ luôn mọi người ơi. Wow, mới có cái em đầu tiên mà đã soi ra bao nhiêu lỗi rồi thì đúng là bạn Ti ha, không có nói sai mọi người ơi, công nhận nha.
Còn đây là thẻ tên của em nó nè mọi người. Thẻ tên thì sẽ có thiết kế nhìn giống như là một cái biển số xe vậy đó ha. Ở trên này thì sẽ có tên tiếng Anh của em nó là Catch the Moment, và cái tên tiếng Trung ở đây. Còn cái số bên này thì Tiên nghĩ là cái số thứ tự của em nó trong bộ đồ chơi này thôi. Ok, nhìn trên hình thì rất là đẹp luôn mọi người ơi. Sơn nhìn rất là sạch sẽ luôn nha. Nhưng mà nhìn ở ngoài thì bó tay luôn mọi người. Bị lỗi kiểu toàn bộ luôn á, chứ không phải là cái phía trước này không đâu. Coi như là xung quanh cái xe này chỗ nào cũng kiểu dính vàng dơ vậy á. Nhưng mà bù lại thì vớt vát lại được một tí xíu. Đó là cái thiết kế nhìn rất là đẹp nha. Em Scobanda đang ngồi trên một cái xe. Cái xe này nhìn khá là kiểu đến từ tương lai hay ta. Mấy cái bánh xe dưới này thì đều xoay được luôn nha mọi người. Ok, cái em Scobanda chúng ta thì sẽ đang bôi son. Đó, vừa lái xe vừa bôi son luôn nha. Ở phía trước á, sẽ có một cái kính chắn gió. Cái khớp nói ngay chỗ này của em nó cũng khá là lỏng lẻo nha mọi người, chứ không có được chắc chắn lắm đó. Kiểu lúc nào trước giờ mọi người coi Ti review mấy bộ đồ chơi của em Scobanda rồi đó, lúc nào Ti cũng hết lời khen ngợi luôn. Rất là ít khi chê, hầu như là chưa bao giờ chê luôn á. Nhưng mà cái bộ này thì coi bộ là có vấn đề thiệt rồi đó. Để coi coi mở cái hộp thứ hai coi coi có bị lỗi gì nữa không nha mọi người. Hy vọng là cái em này là ngoại lệ thôi, còn mấy cái em kia sẽ ổn hơn ha. Ok, ok mọi người ơi, em thứ hai chúng ta có một cái mẫu thiết kế nhìn cũng rất là lạ nha, còn lạ hơn cái em hồi nãy nữa. Đó là chúng ta sẽ có một cái bó tay luôn mọi người ơi. Ok, đầu tiên khoan hả chê đi nha, đầu tiên thì nói về cái thiết kế trước đi đã. Cái thiết kế thứ hai này cũng rất là đẹp và sáng tạo luôn nha. Thì chưa có thấy cái xe nào mà nhìn giống như cái thuyền con vịt như vậy hết trơn á. Thiết kế nhìn rất là đẹp luôn. Cái bánh xe, bốn cái bánh xe khá là to ha. Ok, tiếp theo là cái phần tóc ở phía trên này của em đó, được làm từ nhựa trong suốt. Với lại cái này thì dính chặt vô luôn nha mọi người, không có khớp nối gì cả. Ok, thật sự là hết khen ngợi rồi mọi người ơi. Đây, ngay ở chỗ này luôn nè. Mọi người sẽ thấy cái thuyền con vịt này lẽ ra là nó phải có màu vàng gì đúng không? Nhưng mà tự nhiên ngay chỗ này kiểu giống như họ sơn lem, xong rồi họ sửa lỗi bằng cách sơn nó trắng trắng lên vậy á. Mọi người biết nhìn giống cái gì không? Nhìn giống như là mấy cái thuyền con vịt mà ngoài đời thật á, xong rồi để ngoài nắng, sau đó nó bị bay màu đi mọi người. Nhìn nó kiểu cũ dơ dơ á. Trời ơi trời, bỏ tay luôn nha. Nhìn ở trên này á thì thấy được kiểu mấy cái vân nhựa luôn mọi người. Có nghĩa là không chỉ họ sơn xấu mà họ kiểu họ cũng không cứ chịu trà mịn nữa mọi người ơi. Wow, ở ngay cái đầu con vịt nè, ở ngay cái đầu con vịt chỗ này, rồi ở ngay cái cánh nữa mọi người, ngay cái cánh này nữa, đều thấy rất là rõ cái vân nhựa luôn á. Chuyện gì đang xảy ra đây? Không lẽ kiểu em Scobanda này mới đổi studio làm hay sao mà kiểu chất lượng tệ đến như vậy ta? Ok, để coi thẻ tên coi. Thì mỗi thẻ tên á, ở phía sau này sẽ có cái số khác nhau ha. Trùng với cái số thứ tự của mẹ em nó trong bộ đồ chơi luôn. Như em này số 3 thì bảng số sẽ có số 3 nè mọi người. Còn cái em này thì có số thứ tự là số 7. Thì đằng sau cũng sẽ có cái số 7 luôn ha. Em này có tên là Rushing Out. Kiểu giống như là em nó vừa chạy xe mà vừa tắm vậy mọi người. Trời trời, có chuyện này nữa. Không biết ngại là gì luôn. Thì khi mà chúng ta không biết ngại thì những người ngại sẽ là những người xung quanh chúng ta ha. Ok, nhìn thiết kế rất đẹp luôn mọi người. Nhưng mà cái màu sơn với lại cái độ hoàn thiện này thật sự là không thể chấp nhận được mọi người. Lần đầu tiên thấy luôn mọi người. Trước giờ chưa bao giờ mà kiểu không chỉ riêng gì Scobanda đâu mọi người, mà hầu như tất cả các bộ đồ chơi của Bob Mort luôn á. Thì chưa bao giờ mà thấy cái bộ đồ chơi nào mà nó có cái chất lượng tệ như vậy luôn á. Trời, chứ không phải không, chứ không để chê hoài thì cũng kỳ mọi người. Nhưng mà em nào cũng vậy thì sao mà chịu nổi. Mười mấy đô một con chứ không phải là 5-6 đô một con đâu mọi người. Tiền Việt là kiểu 200-300 ngàn một con. Để đổi lại cái chất lượng như thế này thì thật sự là không thể nào chấp nhận được mọi người ơi. Hy vọng là sẽ có một em nào đó trong 9 em này có cái độ hoàn thiện chấp nhận được nha. Chứ nếu mà 9 em chất lượng đều như vậy thì thôi mọi người, thì dần mất niềm tin vào Scobanda rồi đó. Ok, cùng đến với hộp thứ 3 luôn nha.
Tuy là có cái thiết kế cái bao bì nhựa bao xung quanh như này thì khá là chắc chắn, không có bị bể gãy gì hết trơn. Nhưng mà kiểu vừa mở ra là chúng ta biết chúng ta được em gì liền luôn mọi người. Cho nên cũng kiểu giảm cái sự bất ngờ. Ok. Em tiếp. Không biết nói gì nữa mọi người ơi. Nhìn vô cái màu sơn cái là kiểu nín liền, nín nói liền mọi người. Xong cái nhìn vô cái nhìn kỹ, kiểu soi kỹ một tí xíu nữa nha. Ở mấy cái cạnh này nè mọi người, họ không có thèm trà kỹ luôn á. Ok. Được cái là thiết kế của Men's Scuba Panda thì đúng là không làm tí thất vọng mọi người. Nhưng mà cái màu sơn với lại cái đồ hoàn thiện này thì thiệt sự là hết cú nổi. Thì em nó sẽ đang lái một cái thuyền có hình giống như là hình con cá mập vậy đó ha. Em Scuba Panda sẽ đang đội một cái nón giống như là của thợ lặn vậy mọi người. Mặc dù em nó chỉ lái trên mặt nước thôi, nhưng mà em nó chơi nguyên cái nón của thợ lặn này luôn ha. Ok thôi lỡ rồi á thì cũng sẽ chỉ ra mấy cái lỗi sơn này nọ cho mọi người coi luôn nha. Ok, đầu tiên á là cái lỗi sơn ở ngay cái mặt chính của cái xe này luôn nè mọi người. Sơn rất là ẩu luôn. Sau đó Ti không hiểu là họ sơn cái lớp sơn finish gì mà kiểu nó nhìn dơ hơn lắm mọi người ơi. Tiếp theo á là cái bên này nè. Ti nghĩ là cái chỗ này họ sơn kiểu họ cố tình sơn như vậy. Họ xịt sơn á cho có độ chuyển màu, nhưng mà xịt kiểu tay nghề rất là tệ luôn nha. Nhìn nó không có cái độ chuyển màu mượt mà gì hết trơn á. Ok. Còn cái gì nữa không ta? Thì cái em này chỉ có một vài lỗi như vậy thôi mọi người. Trời, một lỗi thôi là đã không chấp nhận được rồi, chứ nó chỉ một vài lỗi. Ok, còn thẻ tên của em nữa ha. Em này có tên là Blue Water Shortcut. Em này có số thứ tự là số 2. Wow. Đầu tiên thì Ti thấy cái em này khá là đẹp nha. Nhìn rất là ngầu lòi luôn mọi người. Mỗi em thì đều sẽ có một cái thiết kế nhìn rất là riêng biệt luôn hết mọi người. Nãy giờ bốn em thì kiểu nhìn khác nhau hoàn toàn luôn. Đó là một cái điều Ti cũng rất là thích ở series của Men's Scuba Panda mọi người. Ok. Đầu tiên soi coi có lỗi gì không đã nha. A few moments later. Finally mọi người ơi. Em này thì Ti vẫn chưa soi ra được cái lỗi gì nha. Nói chung lớp sơn của em này nhìn rất là đẹp luôn nha. Chỉ có một cái lỗi nhỏ nhỏ thôi. Đó là cái phần hoàn thiện ngay tóc của em đó. Ngay đây. Không có được đẹp cho lắm nha. Đó, bị cái lỗi sần sần ngay chỗ tóc này nè. Nếu mà bỏ qua cái khuyết điểm đó thì mọi thứ còn lại nhìn rất là đẹp luôn. Cái em này nhìn ngầu lo thiệt sự mọi người. Ở trên đầu còn có hai cái lỗ tai nè. Thì rất là thích hai cái chi tiết này. Với lại hai cái chi tiết nhựa trong suốt. Kiểu khói từ cái bộ xe ra nè. Nếu mà so chất lượng của cái xe này so với cái bộ của mấy em Molly á, đây để Ti lấy cho mọi người coi nha. Đây mọi người, Ti sẽ đặt hai em kế bên cho mọi người coi nha. Đầu tiên thì cái em Molly này bự hơn nè. Thứ hai là thiết kế của cái em Molly này rất là đẹp luôn nha. Nhìn kiểu một trời một vực luôn mọi người ơi. Đặc biệt là nếu mà so sánh với mấy cái em trước này nè. Trời đất ơi. Kiểu cái độ hoàn thiện một trời một vực luôn nha trời. Em này nhìn rất là lean, rất là sạch sẽ, rất là act toy luôn. Còn cái kia giống như là em bé tập tô tượng vậy á. Tới em này thì còn đỡ đỡ hơn. Nhưng mà thiết kế xe thì cũng không có so sánh được với cái bộ Molly này đâu mọi người. Thì cái bộ này có một cái điều Ti không thích đó là, đây mọi người, nó rất là lỏng lẻo luôn ha. Đó. Cái nó nữa. Tuy là có cái cục nam châm nhưng mà nó dính không có chặt mọi người ơi. Còn mọi thứ còn lại thì rất là đẹp. Ok. Thì ngoài cái xe ngầu ra thì cái tạo hình của em Scuba Panda nhìn cũng rất là đẹp nha. Đeo kính đồ. Trời, hôm qua mà lái xe mô tô mà người ta đeo cái kính này đâu mọi người. Thường thì người ta đeo mấy cái kính giống như vậy nè. Đó. Cái kính chắn gió giống như vậy nè. Chứ không có ai mà người ta đeo cái kính ngố này đâu nha. Cái em này thì không có đi kèm với một cái đế hay là cái gì để giúp cho em nó đứng vững nha mọi người. Chỉ có như vậy thôi đó. Ủa phải không ta? Không lẽ vậy rồi sao đứng mọi người? Ok thì Ti vừa phát hiện ra là ở đằng sau của cái xe này, ngay chỗ này nè mọi người. Đó, cái chân trống. Đó, chúng ta có thể xoay xuống ha. Chúng ta có thể xoay lại. Đó, sau đó sẽ giúp em nó đứng. Wow, Ti thích cái này nha. Còn cái bộ của em Molly này á, thì cái xe này ba bánh thì đứng khá là vững rồi.
Còn có một số cái xe chỉ có hai bánh như vậy thôi á, thì họ đi kèm với một cái đế để kẹp cái bánh xe ở phía trước này lại. Nhưng mà tôi thấy nó cũng rất là lỏng lẻo thôi. Em này có số thứ tự là số 1. Em đầu tiên luôn. Em này có tên là Out in the Street. Ok. Tên của bộ đồ chơi lần này tôi thấy nó không có nhiều ý nghĩa lắm mọi người ơi. Cảm giác cái bộ đồ chơi này phong cách nó không có giống như mấy cái bộ trước đó của em Scubanda ha. Cứ kiểu lạc lõng sao từ chất lượng cho đến ý nghĩa. Hộp tiếp theo mọi người. Wow, hộp này khá là nặng nha. Nãy giờ chúng ta có xe rồi có tàu thuyền gì rồi đúng không? Lần này chúng ta sẽ có một chiếc máy bay. Wow. Ok, rất là dễ thương luôn mọi người. Nãy giờ Ti nhìn kỹ á, thì Ti cảm giác là kiểu họ cố tình làm cho cái bộ đồ chơi này nhìn nó cũ cũ nha mọi người. Tại vì á, đây mọi người nãy giờ để ý thấy, thì Ti thấy cái bao bì này á, nó cũng sẽ có một cái số giống như là chày chày rồi sần sần vậy nè. Kiểu phong cách cổ, cũ cũ á. Cho nên là cũng rất có thể họ làm cái bộ đồ chơi này nó kiểu dơ dơ cũ cũ như vậy mọi người. Thì chắc là như vậy chứ không lẽ chất lượng nó thật sự tệ như vậy. Nhưng mà dù cố tình hay là vô tình thì Ti cũng không thích lắm mọi người. Không chỉ lớp sơn không mà mấy cái đồ hoàn thiện này, mấy cái nhựa nó bị sần sần nữa. Nói chung là không có cách nào giải thích cho được cái việc này hết mọi người. Hết cú. Ok, thì chúng ta sẽ có em Scubanda đang ngồi trên một cái, cũng không hẳn là ngồi nữa, mà là nằm lên luôn nha mọi người. Nằm lên một cái chiếc máy bay. Tiếp theo đó là cái ngay cái chỗ nón của em, nó ngay chỗ này nè. Cái lớp sơn họ sơn ngay chỗ này nè. Giống như là cái gì đen đen nó dính vào vậy, giống như dầu nhớt gì vậy đó ha. Nhìn nó rất là dơ luôn. Hết cứu chữa nha. Lúc mà bộ đồ chơi này mới được giới thiệu lần đầu á thì tôi rất là háo hức luôn mọi người. Kiểu trời ơi, mình háo hức bao nhiêu thì bây giờ kiểu thất vọng bấy nhiêu. Cho nên mọi người kiểu mọi người đang thích cái gì đó quá, hy vọng nhiều quá, mà về mọi người thấy nó không có ưng ý với mình á. Cho nên là đó là lý do nãy giờ Ti cứ chê hoài luôn. Trời ơi, đây mọi người. Đây, thậm chí cái khớp nói ngay chỗ cái cánh quạt nè. Đó. Họ nói nó còn lệch đi luôn nha, lệch hẳn cái ngôi sao này luôn nè. Đây cũng không hẳn là lần đầu tiên mà em Scubanda có đồ chơi liên quan đến xe nữa mọi người. Trước đó thì có 2 lần rồi, trong 2 bộ đồ chơi em Scubanda cũng có một thiết kế liên quan tới xe luôn. Nhưng mà Ti thấy hai cái thiết kế đó được rất là nhiều bạn săn đón luôn. Với lại Ti thấy hình của mọi người chụp ở trên mạng á nha, nhìn nó rất là sạch đẹp luôn. Còn cái bộ này, bây giờ Ti mới để ý nha, cái bộ này hầu như là Ti thấy rất là ít bạn chụp hình đăng lên group Actor này nọ luôn nha. Wow, có thể là chất lượng kiểu quá tệ cho nên là lên hình nó cũng không đẹp nữa mọi người. Ok, chúng ta cùng đến với hộp tiếp theo luôn nha. Em hồi nãy Ti đưa thẻ tên cho mọi người coi chưa ta? Đây, em này có em hồi nãy thì có số tự là số 8 nha. Trời ơi mọi người ơi, mất hứng quá à. Nhìn chất lượng của bộ đồ chơi này kiểu Ti không muốn review tiếp luôn á. Tại vì cứ chê hoài thì thấy nó cũng kỳ nhưng mà nó sừng sững trước mắt. Nếu mà không nói thì mọi người lại nói là kiểu Ti binh cho mấy em Scubanda. Tại vì Scubanda thì cũng là một trong những em nhân vật mà Ti rất là thích. Nhưng mà này binh không nổi mọi người ơi. Không có đường gì mà cứu nổi cái sự ẩu tả này cả mọi người. Cái sự quá là ẩu tả luôn. Ok, em tiếp theo có số thứ tự là số 6. Em mọi người đó, mọi người nhìn ở trên cái thẻ tên nè, nhìn rất là đẹp luôn ha. Để coi coi nhìn ở ngoài nó như thế nào nha. Cái này đúng kiểu mua đồ hình ở trên mạng và ở ngoài đời luôn mọi người. Ok, cái em này nhìn khá là đẹp nha. Đây mọi người, nếu mà họ cố tình sơn kiểu cũ cũ á thì ít nhất cũng phải như vậy nè. Ít nhất thì họ cũng phải làm cái kiểu như vậy, nhìn nó còn sạch sẽ. Đó, kiểu sần sần như vậy, nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Wow, cuối cùng nha, em này cũng được một em chấp nhận được rồi. Ok, thì sao thì em này rất là đẹp. Phần tóc thì cũng kiểu hơi sần sần một tí xíu giống cái em hồi nãy nhưng mà không sao. Ok, vất vát lại được cái xe này có một sân quá là đẹp.
Nhìn thiết kế của em này tựa tựa như một cái thiết kế của em đi màu cũng có lái một chiếc xe máy cày này nè mọi người. Để tôi lấy cho mọi người coi luôn nha. Đây mọi người ơi, thì em đi màu này ở trong bộ hình như là Where We Go thì phải. Thì cũng đã có unbox trước đó rồi. À, nhìn hai cái xe máy cày nhìn cũng tựa tựa nhau ha. Nhưng mà cái xe của em Skobanda thì sẽ bự hơn. Của em đi màu thì nhỏ nhắn nhưng mà được cái lớp sơn đẹp đó. Nhỏ nhưng mà người ta xịn, chứ bự chi mà sơn cái lớp sơn kỳ cục quá à. Với lại cái bánh xe nha, đây mọi người, cái bánh xe của em đi màu á, mọi người thấy nè, nó rất là chắc chắn luôn đó, nó rất là chắc chắn. Còn của cái em này nha, mọi người thấy nè, nó lỏng lẻo. Mặc dù mấy cái chi tiết này mọi người có thể bỏ qua, nhưng mà để bỏ ra một cái số tiền khá là lớn để sở hữu một cái món đồ chơi mang cái tên gọi là Art Toy, đã nghệ thuật rồi, thì không chấp nhận được mấy cái lỗi nhỏ nhặt mọi người. Trước đó thì cũng có mấy cái bộ đồ chơi mà nó có vài cái lỗi nhỏ, nhưng mà Ti có thể tạm chấp nhận được. Tại vì kiểu cả bộ 12 em mà chỉ có một em hay là hai em bị vài cái lỗi giống như là chạy sơn thôi. Còn cái bộ này thì cái số lỗi nó quá nhiều. Đó. Ok. Cho đến giờ phút này thì nếu mọi người hỏi Ti là có nên mua bộ này không thì thật sự chân thành luôn mọi người là mọi người không nên mua nha. Kiểu nếu mà mọi người kiểu muốn nhịn ngoài đời quá thì có thể ra mấy cái tiệm Art Toy hay là Toy John gì đó coi rồi nhìn sơ qua. Chứ nếu thật sự mà để khuyên mọi người nên mua thì thật sự đó là Ti nói dối thôi, chứ không thể nào mà khuyên mua cái bộ này được hết trơn mọi người. Vớt quát lại được nãy giờ chắc được hai em này là chất lượng tạm ổn, chứ mấy em kia là bó tay. Chỉ còn 3 hộp thôi nha mọi người. Thì hy vọng là sẽ được em Sirit để cứu vớt lại được cái niềm vui, chứ không là hết vui nổi mọi người. Muốn vui cũng không vui được nữa. Wow, em này rất dễ thương luôn nha. Nhìn khá là bánh bèo. Phần tóc của em nó sẽ được bọc lại nè, che trắng chi nhiều, sơn thì ẩu mà mày đặt che trắng nhiều mọi người. Đầu tiên thì nói cái thiết kế trước đi ha, thiết kế rất là đẹp luôn. Em nó sẽ lái một cái xe Vespa nha, cùng với cái mái tóc dài bay ra phía sau nhìn rất là kiểu sinh động luôn ha. Cái nơ phía trước này sẽ có giống như hình giống như là một cái viên kẹo vậy đó. Thẻ tên của em nó đây mọi người, em nó có số thứ tự là số 4. Ở đây cũng sẽ có một cái chân trống luôn. Cái chân trống này sẽ cố định nha mọi người, chứ không có kiểu gạt lên gạt xuống giống kem hồi nãy. Ok. Nhìn rất là dễ thương ha. Trời ơi, cái này mà lớp sơn đẹp nữa là quá hoàn hảo luôn rồi. Nhưng mà nếu mọi người trưng lên kệ kiểu nhìn xa xa thì cũng sẽ không có nhìn thấy đâu nha. Tại vì cái em này chỉ có một vài cái lỗ sơn khá là nhỏ thôi. Đầu tiên là chỗ cái bao kẹo nè, với cả cái màu sơn của cái đôi giày, rồi cả cái yên xe. Ok, đến với em tiếp theo luôn nha. Chúng ta có em số 5 mọi người ơi. Tên của em ở đây. Có một cái màu xanh nước biển rất là đẹp. Nhưng mà nhìn ở ngoài có đẹp hay không thì không biết. Hình xui. Wow, lại một cái thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Thiết kế nhìn giống như là một cái xe chở hàng hả ta. Dạ, phía sau sẽ có một cái thùng hàng như thế này. Chúng ta để lên trên này ha. Trên đầu còn có một cái trong chống tre nữa mọi người. Trong chống tre là Nobita đồ ha. Tuy cảm giác giống như là nếu mà nói thiết kế của cái bộ này đẹp á thì cũng đúng. Nhưng mà tôi thấy giống như là tự nhiên cái em này vậy rồi tự nhiên gắn cái trong chống tre vô, kiểu gắn nhìn vô cho hay hay vậy thôi á. Chứ Ti cảm thấy nhìn tổng thể nó không có ăn nhập gì hết trơn á. Đó, tự nhiên đâu có cái trống trống tre gì trên này trời. Nhìn chả liên quan gì luôn mọi người. Mấy em Skobanda ở mấy cái bộ trước á thì Ti cũng có làm rớt vài lần rồi mọi người. Nhưng mà hầu như là không có bị gì hết trơn á. Tại vì được làm từ một cái nhựa kiểu nó có độ bền rất là cao luôn. Nó hơi dẻo dẻo mọi người, chứ không phải là nhựa giòn. Cho nên làm rớt á thì rất là ít khi bị cái gì. Đến cả lớp sơn á nha mọi người, họ sơn một cái lớp sơn finish á rất là chắc và bền luôn. Cho nên nhiều lúc mà chúng ta cào như vậy nè, đó mọi người thấy cũng hầu như là không có bị chày chỗ hay là chóc sơn gì hết trơn á. Nhưng mà cái ở cái bộ này á thì cảm giác nha, có một vài cái phụ kiện họ làm từ cái nhựa giòn, cho nên nếu mà làm rớt cái em này á thì
có tỷ lệ khá là cao sẽ bị bể, bị xúc khớp này nọ nha mọi người. Thì cảm giác cái khớp ngay chỗ của game scuba dive này cũng rất là lỏng lẻo luôn. Thì mới phát hiện ra là cái phía sau này có thể nâng lên hạ xuống nè, mà làm nhìn rất là kiểu kém chất lượng luôn mọi người. Nhìn nó chán sao đâu á, không có xứng đáng với cái chữ Actoy gì hết trơn á. Cảm giác giống như là mấy cái xe đồ chơi mua ở chợ về với mọi người. Ok, đến với em cuối cùng luôn ha. Khá là mất hứng rồi đó. Có thể tên trước luôn nha. Chúng ta có em số 9 mọi người ơi. Đây. Cái tên nhìn nó là đẹp luôn. Tại vì cái này in trên máy mà. Sao mà lem được. Thẻ tên mà lem nó thì bó tay luôn. Được cái em cuối cùng này khá là đẹp nha mọi người ơi. Mọi người coi cái lớp sơn kiểu sơn có độ chuyển màu nè. Rất là đẹp luôn. Wow, cuối cùng cũng được một em. Trời ơi, một em cứu rỗi cả cái bộ đồ chơi này. Một cái em hầu như là cũng có một cái lỗi. Một cái lỗi nhỏ xíu xíu. Chút nữa thì đưa cho mọi người coi. Wow, còn tất cả mọi thứ còn lại rất là đẹp luôn nha. Nhìn cái xe này á, mọi người biết đi nghĩ tới cái gì không? Giống như là mấy cái xe đồ chơi hồi xưa mà Tý thấy trong siêu thị á mọi người. Mà mấy cái xe hơi được làm bằng kim loại nha. Rất là nặng và đẹp luôn. Thì cái xe này cũng cho Tý cảm giác giống như vậy. Chỉ riêng cái xe này thôi nha mọi người. Chứ mấy cái xe kia thì thôi khỏi phải nói, nhìn là biết nhựa rồi. Còn cái xe này thì cầm vừa nặng vừa chắc tay nè. Với lại, cũng có nào sắc thiệt không mọi người? Tý cảm giác hình như là sắc thiệt hay sao á. Kiểu nó rất là nặng với lại sờ, kiểu nó mát mát lạnh lạnh đó mọi người. Rất là đẹp ha. Vớt vát lại được mọi người ơi, được một cái em. Được một cái em có rất nhiều thứ để khen luôn. Đầu tiên là cái màu sơn có độ chuyển màu cực kỳ đẹp. Thứ hai là cái bảng có chữ taxi ở trên đầu của em nó, nhìn cũng rất là đẹp. Cái mắt của em nó cũng rất là đẹp luôn mọi người. Đây, cái mặt nhìn cực kỳ dễ thương. Trời ơi, phải chi mà em nào cũng có chất lượng tốt như em này thì còn gì nói nữa. Có một cái lọ nhỏ xíu ở cái ở đây nè mọi người, ngay chỗ cái tay cầm để mở cửa ra. Thì ở cái phía dưới này nè, cái phần phía dưới á, kiểu khi mà họ phun sơn á, họ phun trực tiếp xéo như vậy nè mọi người. Chứ họ không có phun xéo từ dưới lên, cho nên cái phần ở dưới này á, nó sẽ không có dính sơn nha. Ok, bây giờ tôi sẽ dọn dẹp và chúng ta cùng nhau đánh giá lại một lần nữa cái bộ đồ chơi này ha. Ok mọi người ơi, theo Tý thấy á, thì bộ đồ chơi lần này của mấy em Scubanda kiểu nhìn hình ở trên mạng á, thì rất là đẹp. Nhưng mà nhìn ở ngoài đời á, thì khá, không phải khá nữa, mà là quá thất vọng luôn mọi người. Còn thất vọng ở những cái điểm nào thì nãy giờ Tý cũng đã nói từ đầu video đến giờ rồi. Nói chung là video ngày hôm nay chê từ đầu đến cuối luôn. Đó là lớp sơn nè, rồi cái độ hoàn thiện của cái nhựa nè, sần sần ra các kiểu ha. Rồi mấy cái khớp nói thì không có được chắc chắn cho lắm. Chỉ có một cái điểm sáng duy nhất của cái bộ đồ chơi này, đó là mấy em nó có thiết kế rất là đẹp luôn nha. Với lại mỗi em á thì đều có một cái thiết kế rất là đặc biệt, không có em nào mà giống em nào, không có lẫn vào đâu được hết trơn mọi người. Nếu mà cho Tý chọn em nào mà Tý thích nhất á, nếu mà nhìn sơ thì em nào Tý cũng thích hết trơn mọi người, thật sự là như vậy luôn, thiết kế quá đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ thì chắc là cái em cuối cùng này của chúng ta đi, cái em lái xe taxi này nè. Đó, đầu tiên là em nó được làm từ sắt kim loại gì đó, rất là nặng và chắc tay, rờ vào thì mát mát, cho Tý cảm giác nhớ lại tuổi thơ của mấy cái xe nhỏ nhỏ mọi người. Đó, với lại em nó là cái em mà có ít lỗi nhất trong tất cả 9 em. Một lần nữa thì muốn nói với mọi người là nếu mà mọi người cực kỳ thích em Scubanda, kiểu fan ruột mà thích cực kỳ và có thể chấp nhận bỏ qua mấy cái lỗi như sơn này nọ, thì mọi người có thể tham khảo mua bộ này. Còn nếu không á thì Tý khuyên mọi người là không có nên mua nha. Tại vì Tý không có muốn mọi người trải qua cái cảm xúc của Tý như hiện giờ đâu. Rất là thất vọng, rất là buồn luôn. Kiểu hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Ok, cho nên là mọi người có thể tham khảo nha. Ok, cuối cùng thì để chốt cho cái bộ đồ chơi này, thì Tý xin khẳng định đây có thể là bộ đồ chơi có chất lượng tệ nhất trong dòng mấy em Scubanda luôn. Không phải nữa, tệ nhất của nhà bóp mọt luôn mọi người. Trước giờ Tý chưa có bao giờ gặp cái tình trạng mà cái lớp sơn rồi mấy cái khớp nối kiểu tệ như vậy hết trơn á. Với một cái số tiền khá là cao, 200-300 ngàn cho một em như thế này mà chúng ta nhận lại được cái chất lượng như thế này thì thật sự là không thể nào chấp nhận được nha mọi người. Ok, thì đó là suy nghĩ của Tý thôi. Có thể Tý mua dính cái bộ này xui chẳng hạn,
Nhưng mà vừa ti vừa bạn ti nữa thì không thể nào mà kiểu trùng hợp như vậy được đúng không? Không biết là mọi người có còn nhớ không, nhưng mà ở video ti unbox mấy em Labubu này á, thì ti có nói là ti sẽ mang mấy em này đi sơn lại. Bộ này á thì có màu sơn cũng rất là đẹp thôi mọi người, nhưng mà có một vài em á ti cảm giác chúng ta có thể sơn lại đẹp hơn nữa. Ví dụ như cái em này, ti đã sơn thêm cho em nó đó, thì sơn airbrush em nó kiểu trắng trắng ở mấy cái đầu hoa này nè mọi người, ở mấy cái cánh hoa ở trên nè. Rồi cái em này thì đó, ti sơn lại nguyên cái cánh luôn ha. Mấy cái em này thì có thiết kế đơn giản cho nên là ti có thể sơn lại rất là dễ dàng. Đó, ti đã sơn lại gần như là toàn bộ luôn mọi người. Ok, ti sẽ sớm up video review mấy em này ha, mọi người đợi nha. Ok mọi người ơi, nếu mà mọi người thấy video ngày hôm nay bổ ích á thì hãy cho ti một like một share, vì đây sẽ là động lực rất là lớn để ti tiếp tục mua nhiều bộ ác toy khác nữa. Đặc biệt là sau cái biến cố của bộ này nè mọi người, kiểu bị sốc luôn mọi người. Nhưng mà không sao, ti vẫn sẽ tiếp tục mua mấy cái bộ đồ chơi của Bossmart để review đến cho mọi người nhé. Ngoài ra nếu mà chưa đăng ký kênh á thì hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký cũng như là bật chuông thông báo để các bạn là những người đầu tiên xem video mới của ti nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở video tuần sau. Bye bye.